Google Việt Nam mới phát đi thông báo đón chào thành viên mới là bà Nguyễn Phương Anh, nhân vật sẽ giữ vai trò là giám đốc tiếp thị cho thị trường Việt Nam của Google châu Á Thái Bình Dương. Theo đó, bà Nguyễn Phương Anh sẽ trở thành người phụ nữ Việt Nam thứ hai đảm nhận vai trò giám đốc tại Google. Với cương vị mới tại Google, thì bà Phương Anh sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý những hoạt động tiếp thị của Google trên tất cả các sản phẩm cũng như chiến dịch thương hiệu. Bà Nguyễn Phương Anh bắt đầu sự nghiệp trong ngành thiết kế và xuất bản thời trang, từng làm việc tại những tạp chí như Elle Việt Nam hay tạp chí Vi tại New York của nước Mỹ. Bà từng giữ vai trò giám đốc điều hành của Zalora Việt Nam với 7 năm kinh nghiệm về thương mại điện tử, thời trang, nhãn hiệu, phương tiện truyền thông và tiêu dùng. Bà Phương Anh chia sẻ, hiện nay có rất nhiều những sản phẩm của Google có thể giúp gia tăng giá trị to lớn cho doanh nghiệp và cá nhân. Và tôi cảm thấy rất vinh dự khi có cơ hội mang đến nhiều hơn nữa những kinh nghiệm và giá trị đó đến cho thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.